Hello anh em, buổi tập đầu tiên của năm 2022. Mình đang chờ hai bạn tới, chúng ta tới thì quay tiếp. Yo, đuôi đã về cũng mày lớn ha. Alright, yeah, man. Okay. Yeah. Nuôi đam mê của mày lớn từ lúc đâm chồi, vì biết đâu ngủ dậy là nó có quả rồi. Nhưng trong bước tiếp dù phía dưới còn lầy đi, chậm mà chắc ta cũng chả vội, lạc quan lên đi. Ngày mưa cũng hết, ngày mới còn đang chờ, buồn không còn up story, vì đó là cái cớ nuôi cho tiêu cực bọn nó thở. Yeah, xanh như là bầu trời, trong như là đôi mắt ai bị tổn thương bởi tình yêu đầu đời. Cho nên anh yêu bằng hành động, không nói những lời bắt tay. Anh không như Jimmy làm màu nhiều đến đồi chết. Anh muốn mình như nét lấp, gặp kẻ thù nào anh cũng thổi hết. Đã bao lâu anh không nằm trên cỏ để thấy được một xanh đó, cùng anh em đốt lên đống lửa nhỏ, chạy trên đường đều quanh co. Yeah, vui những gì mà anh có, giải quyết những gì làm anh lo. Nói thật đi, em có yêu một xanh đó, đốt cháy nó lên từ vào đây vì nó có anh lo. Xanh như là Crip, Nipsey Hussle hay là Snoop, luyện tập để ngồi đó bí kíp, rồi ăn xin cái chiếc Cadillac Bulletproof. Yeah, xanh như tờ 500k, chất trên bàn và chục cuộn, tận hưởng với whisky đến khi nào mà anh gục xuống. Anh muốn đời mình xanh như là tờ 500k. Anh muốn đời mình tươi như là tờ 500k. Anh muốn đời mình giá trị như tờ 500k. Vì anh là người Việt chưa giàu nên không có xài đô la. Anh muốn đời mình tươi như là tờ 500k. Anh muốn đời mình. Đấy, đồ mẹ mày đẹp chưa tới đè đâu mà đã tưới rồi này. Trả nhau bao nhiêu giờ đã trả thêm. Miệng sao tao vẫn cứng chứ không mềm. Thành nên nâng cấp phần cứng cả phần mềm. Mấy thằng nói miệng nhà đâu thằng nào em nhà. Giờ tao tuyên bố cho mấy con này, có lượng ấm mức anh em tao đều coi mày. Tụi tao năng nổ chứ ít khi cầu mày. Lúc tụi tao gãy ra tụi mày đâu thấy. Và có những lúc tao phải làm ngờ, khi giang hồ đến thăm gia đình tao đến đòi nợ. Lúc đó tao 16 mày nghĩ tao cũng biết, sợ tao chấp thêm 99 thằng như mày nữa cũng không thành vấn đề. Nó cấm cản tao với giấc mơ. Nếu tao có hai cô em và chiếc Ferrari thì mẹ tao phải... Mẹ quá, tạm hồ Chiêu Mỹ à? Ừ. Lâu Miếng điều nữa. Là Đéo, mày qua bên đây à? Thử nghiệm. Tao kể về sự thật, tao kể về những thứ mà tao thấy. Gia đình tao cơ cực như chưa bao nhiêu tao viện. Cứ tao nắm lấy và chấp nhận những thứ on the way. It is what it is. Tao pick up the picture, tao pick up the plan. From the ocean and I'm back. Lead a conversation tại một không gian khác. Sự thật là sự thật và sự thật là kiệt tác. No, it's fun, don't. You're trying to say keep it real as shit, you know what I'm saying? You're faking shit. I ain't seen nothing real. Do a flip. Này. Đập chim. Đập chim. Đập má. Xúc móng tay mày á. Oh shit. Fuck. Rồi, kết thúc buổi tập đầu năm và chúng tôi đang ngồi ăn xiên bẩn cùng với An Lịch và Hiệp. Wow.